Xin thân ái, kính chào anh chị em. Chúng ta có câu chuyện về đêm hôm nay, số 075, thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Câu chuyện của ngày hôm nay chúng tôi chọn ra từ tuyển tập sách Lẽ Sống. Câu chuyện mang tựa đề Anh chị em của nhau. Có một vị tôn sư Ấn Độ giáo xuống dòng sông Hằng để thanh tẩy và cầu nguyện. Thế rồi, đang lúc ông trầm mình giữa dòng sông, thì bỗng đâu rác rưởi táp lại, dày đặc chung quanh ông. Rồi ở trong đống rác ấy, lại có một con bọ cạp đang chao đảo chới với giữa dòng nước. Sẵn lòng khoan dung đối với các loại thú vật và côn trùng, vị tôn sư Ấn Độ giáo mới chìa cánh tay ra để cứu vớt con vật. Nhưng cánh tay của ông vừa đưa ra thì đã bị con vật dùng chiếc vòi độc của nó cắm vào. Vị tôn sư không mất kiên nhẫn, con vật càng hung hãn thì ông càng chịu đựng để nó cứ tiếp tục dùng nọc độc chích liên hồi vào tay ông, miễn là ông cứu được nó thoát khỏi dòng nước đang cuốn trôi, cho nó được sống. Có người ở trên bờ theo dõi cảnh tượng mới trách vị tôn sư: ông thật là làm chuyện vô ích. Nó là con bọ cạp, bản chất của nó chỉ là dùng nọc độc để chích cho người ta đau mà thôi. Vị tôn sư Ấn Độ giáo điềm nhiên trả lời: bản chất của con bọ cạp là dùng nọc độc để chích cho người ta đau, thậm chí cho người ta chết. Nhưng bản chất của con người chúng ta lại là cứu vớt. Vâng, chúng ta dễ có khuynh hướng phân biệt xã hội này thành hai loại người: xấu và tốt, bạn và thù. Nếu đã là kẻ xấu thì phải đánh tránh cho xa, đã gọi là kẻ thù thì mình phải có một thái độ oán ghét sâu sắc. Nhưng Chúa Giêsu đã đánh đổ toàn bộ cái thứ kỳ thị Pharisêu như thế. Những kẻ bị xã hội loại ra bên lề đã được Chúa Giêsu biến thành bạn hữu, trở thành những người đồng bàn với Ngài. Ngài đã không nhìn người ta bằng những nhãn hiệu có sẵn, mà chỉ đón nhận người ta bằng hình ảnh cao quý mà Thiên Chúa đã dựng nên. Trong cái nhìn ấy, hàng rào giữa bạn và thù, giữa tốt và xấu sẽ được tháo gỡ ra khỏi cái tương quan con người. Và trong cái nhìn ấy, tất cả mọi người chúng ta sẽ đều có chung một danh xưng duy nhất, đó là anh chị em của nhau. Trong cái nhìn ấy, mọi thứ hàng rào giữa bạn và thù, giữa tốt và xấu sẽ được tháo gỡ ra khỏi mối tương quan của con người với nhau. Cũng trong cái nhìn như thế, tất cả chúng ta sẽ đều chỉ có chung một danh xưng duy nhất, đó là anh chị em của nhau. Xin cảm ơn anh chị em.